Võ Lâm Chính Tông, phiên bản chuẩn công thành chiến, cân bằng môn phái. Khai mở máy chủ Phật Sơn, 19 giờ ngày 22 tháng 9. Ping dụ kèo sẽ bị xóa vì cách dùng quá toxic. Trong Liên Minh cũng như nhiều tựa game khác, ping luôn là thứ vô cùng cần thiết để giao tiếp với đồng đội. Bởi từ MOBA đến FPS, ping giúp người chơi truyền tải thông tin một cách nhanh chóng và hiệu quả. Tuy nhiên, không phải lúc nào ping cũng được dùng một cách tích cực và đúng mục đích. Điển hình trong Liên Minh, không ít người spam ping kẻ địch mất dạng với dấu hỏi chấm để trêu chọc đồng minh. Đến nay, Riot đã cập nhật thêm nhiều loại ping để cải thiện việc giao tiếp trong game. Ví dụ, ping rút lui, đẩy thẳng, đang tới, chơi tất tay, và đặc biệt là ping dụ kèo với biểu tượng dễ gây hiểu nhầm. Đã có nhiều người dùng ping dụ kèo theo cách tương đối toxic, khiến Riot đưa loại ping này vào tầm ngắm. Nguyên nhân vì ở nước ngoài, ping dụ kèo được coi như một chiếc dây thừng, cùng hàm ý yêu cầu đồng đội treo cổ sau một tình huống sai lầm nào đấy. Cách đây ít giờ, một leaker cho biết Riot đang lên kế hoạch xóa ping dụ kèo trong bản 13.19 hoặc tương lai gần. Theo tìm hiểu, đây cũng chính là leaker tiết lộ toàn bộ kỹ năng Bria trước khi tướng này ra mắt. Vậy nên, cộng đồng đang khá tin tưởng vào thông tin này.